Mới đây, Ban Công tác Mặt trận khu vực 3 phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Bình Thủy. Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 92 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, khu vực 3 đạt được kết quả khả quan với trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100% hộ dân trên tuyến đường chính thực hiện phân loại rác tại nguồn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đã vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86% độ bao phủ trên địa bàn. Ban công tác mặt trận, các hội đoàn thể, khu vực đã tạo điều kiện cho 100 hộ khó khăn, học sinh sinh viên vay vốn làm kinh tế, trang trải chi phí học tập, tổng dư nợ trên 5,5 tỷ đồng. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng và 72 phần quà được trao tặng cho hộ nghèo của khu vực.